Hôm nay thời tiết không chiều lòng người, trời đổ mưa nặng hạt ngay từ sáng sớm, nhưng những điều đó không làm giảm đi nhiệt huyết của những bạn trẻ tại đây. Trung thu là Tết đoàn viên, với tiêu chí không để ai bị bỏ lại phía sau, tuổi trẻ Cần Thơ đã và đang có những hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh không may trong cuộc sống một cái Tết Trung thu thật là vẹn tròn và ấm áp. Hiện nay thì hoạt động chuẩn bị đang diễn ra rất sôi nổi. Chẻ tre, giót tre, ráp khung, dán giấy. Đây là những công đoạn để hoàn thành chiếc đèn ông sao, một biểu tượng của Tết Trung thu. Tất cả những công đoạn này đều được chính tay các bạn sinh viên thực hiện. Được biết, đây là hoạt động thường niên được đoàn thanh niên các trường đại học và cao đẳng phát động. Năm nay, nhờ sự hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ Học sinh sinh viên thành phố, khâu chuẩn bị nguyên vật liệu đã giảm bớt phần vất vả. Thì đây là một hoạt động xã hội thì bọn em nghĩ là mình là thanh niên. Đâu cần thanh niên có, việc gì có thanh niên thì bọn em đã chung tay vào góp sức lại với nhau từ các chi đoàn của trường gom lại hết các cả bạn để làm những chiếc lồng đèn xinh xắn này cho các em trẻ thiếu nhi. Hoạt động làm đèn Trung thu đã diễn ra được gần một tuần nay. Các bạn sinh viên đã sắp xếp lịch học và gác lại những công việc riêng để cùng chung tay chuẩn bị những phần quà chỉnh chu nhất nhằm mang đến niềm vui cho các em nhỏ. Với nhiều bạn, đây cũng là lần đầu tiên các bạn tự tay làm được một chiếc đèn ông sao hoàn chỉnh. Dạ, đây cũng là lần đầu tiên em mới biết làm luôn. Khi mà em có cơ hội mà tự tay làm mấy cái đèn này thì em thấy nó rất là ý nghĩa. Dạ, thì em mang lại những cái món quà cho các bạn trẻ, cho các bạn nhỏ. Dạ, thì khi mà mình nhìn thấy bạn cầm cái lồng đèn trên đó, bạn vui chơi á, dạ, mình thấy rất là xúc động đó chị. Mặc dù trời mưa nhưng mà hôm nay em cũng vẫn muốn cố gắng đến đây để làm được việc này, tại em thấy nó việc này rất là ý nghĩa. Dạ, giúp đỡ được cho mấy em Tết Trung thu, cho mấy em được vui như mấy bạn bè cùng trang lứa. Nhờ các anh chị tình nguyện viên đã tạo cho chúng em một cái sân chơi, một cái hoạt động lớn để nhằm tạo ra cho các bạn nhỏ được một cái món quà ý nghĩa. Thì nhân dịp đó thì em cũng gửi chúc các bé một mùa Trung thu hoặc là hạnh phúc. Năm nay dự kiến sẽ có hơn 1.400 phần quà được trao tận tay các em nhỏ. Mỗi phần quà gồm lồng đèn, bánh trung thu, bánh ngọt và sữa. Riêng với các em nhỏ khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, phần quà sẽ có thêm một ít tiền để hỗ trợ các em đóng viện phí. Những phần quà tuy không lớn nhưng đông đầy tình cảm của các bạn sinh viên, với hy vọng góp phần giúp các em được hưởng không khí Trung thu vui vẻ, an lành.